Chào các bạn đến với kênh Sĩ Tấn Phiêu Lưu Ký. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và thật vui vẻ. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi Westerbus, bus đường sông Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên chúng mình đi, cảm thấy thật là thú vị khi nhìn thấy một Sài Gòn rất khác từ phía dòng sông đó nha cả nhà. Muốn đi Sài Gòn Westerbus, bạn phải đến ga tàu thủy Bạch Đằng, địa chỉ là số 10B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất. Tuyến tàu có 2 chiều, khởi hành từ bến Bạch Đằng sẽ đi đến ga Bình An, ga Thanh Đa, ga huyện Bình Chánh và ga Linh Đông và ngược lại. Đồng giá vé là 15.000 cho một lượt đi, bạn có thể chọn bất kỳ ga nào. Bạn có thể mua trực tiếp hoặc là mua online qua website saigonwaterbus.com, nhưng tốt nhất là bạn mua vé trước nha, vì có thể sẽ không còn chỗ, bạn phải chờ đợi rất lâu và rất mất nhiều thời gian và mệt mỏi lắm đấy. Đây, cái chiếc này là Saigon Waterbus đó, chiếc bus đường sông đó cả nhà. Dễ thấy dễ thương không? Sơn cái màu cam thật là đặc sắc nhưng mà nhìn rất là sang trọng nha. Đây là toàn cảnh cái bến tàu. Và đây là cái ga. Trong thời gian chờ đợi tàu sẽ khởi hành đó, thì tụi mình đứng ở đây và ăn trưa. Tên tè 32.000. 32.000 là một cục á, kem á. Đúng ra là một cái miếng kem. Một miếng kem, ta bật một lát sandwich, ăn cho nó ấm ấm bụng. Tới giờ lên tàu rồi cả nhà ơi, chưa được 15 phút nữa là tới giờ phải lên tàu rồi, chưa ăn xong cái bánh nữa. Đây là khung cảnh phía bên trong của chiếc Westerbus. Lối đi ở giữa, hai bên có hai dãy ghế cho hành khách ngồi nè. Ngắm cảnh thành phố dọc hai bên bờ sông qua khung cửa. Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái hơn thì ra phía sau đuôi tàu nè, để ngắm cảnh rất là thoáng mát và tầm nhìn rộng hơn để ngắm cảnh thành phố nha. Phía bên tay phải là khu đô thị Thủ Thiêm của quận 2 đó cả nhà. Chưa xây dựng gì nên nhìn khá là trống trải. Trước là cầu Thủ Thiêm 2, nối quận Nhất với khu đô thị Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức. Đây là cây cầu Gia Văn thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh sau cầu Phú Mỹ. Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, có 6 làn xe bắc qua sông Sài Gòn, được thông xe vào tháng 4 năm 2022 sau 7 năm triển khai xây dựng đó. Trụ tháp chính có kiểu dáng kiến trúc hình rồng, cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm với hệ thống 56 dây văn. Trụ tháp sẽ là biểu tượng cổng chào từ thành phố Hồ Chí Minh qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật cho sông Sài Gòn cả ban ngày lẫn ban đêm. We'll be right back.
Thiêm 1 được khởi công xây dựng năm 2005 và được đưa vào sử dụng năm 2008, nối liền quận Bình Thạnh và khu đô thị Thủ Thiêm. Tụi mình đặt vé đi tới bến Thanh Đa nhưng mà lên nhầm bến Bình An rồi. Chưa có tới bến Thanh Đa nhưng mà lên rồi. Bây giờ lên đây chơi thôi. Đi chơi thì chỗ nào cũng được, chỉ là trải nghiệm thôi mà. Ở đây được cái view của Vinhome Center Bạc, nhìn rất là sang chảnh luôn nha. Tha hồ mà chụp ảnh check-in luôn nè. Trong ít phút nữa, quý khách vui lòng kiểm tra tư trang, hành lý, trước khi rời khỏi tàu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Sài Gòn Waterworks will be your last flight at Bang Station in a few minutes. Please check your belongings before leaving the boat. Thank you, and we hope to see you again. Sài Gòn Waterworks sẽ đến nhà tàu thủy Bạch Đằng trong ít phút nữa. Quý khách vui lòng kiểm tra tư trang, hành lý, trước khi rời khỏi tàu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Sài Gòn Waterworks will be arriving at Bạch Đằng Station in a few minutes. Tên tên tèn, chúng mình vừa về lại ga Bạch Đằng rồi và bước lên đất liền rồi. Hy vọng các bạn thích video và đừng quên like và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Bye bye và chào tạm biệt.